to our lesson, and today we are going to do Unit 4, Festivals and Free Term, Lesson 2, On Workbook, Iron Smart Work. Cô chào tất cả các em. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học Unit 4, những lễ hội và thời gian rảnh, và bài số 2 trong sách Workbook các em nhé. Phần đầu tiên đó là phần New Works. Trong phần từ vựng này, chúng ta sẽ làm những cái bài tập sau đây. A, B, C. Phần A, chúng ta sẽ sắp xếp lại những từ này theo trật tự đúng, sao cho có nghĩa. Và từ số 1 cho đến số 6 là tất cả những từ mà chúng ta đã được học trong quyển sách Student Book, cũng trong bài số 2 rồi nha các em. Từ đầu tiên, em thấy người ta đang để lộn xộn từ này. Thì từ này chính là từ food stand. Food stand, right? Food stand có nghĩa là quầy ăn. Rồi bây giờ các em nhìn cho cô từ số 2. Từ số 2 em có nhận ra đây là từ gì không? Đây là từ kéo co, đúng không nè? Theo tiếng Việt nó là từ kéo co. Vậy thì kéo co mình sẽ có từ tug of war. Cô lặp lại, tug of war, right? Tug of war là kéo co. Rồi các em nhìn cho cô cái từ số 3. Từ số 3 mình sẽ gồm hai từ ghép lại với nhau. Thì chúng ta sẽ có cái từ này là từ buổi trình diễn thời trang. Chúng ta có từ fashion show, right? Fashion show. Ok, we turn to number 4. Number 4, look at the number 4 for me please. Các em nhìn vào trong từ số 4 và em nhận ra được từ này là từ gì không nào? Đây là từ trình diễn tài năng. Vậy thì trình diễn tài năng chúng ta sẽ có từ talent show. Ok, talent show. Number 5. Number 5 đây là từ trình diễn. Trình diễn thì mình sẽ có là performance. Performance. Rồi, từ cuối cùng là từ số 6. Đây là buổi trình diễn múa rối. Puppet show. Puppet show. Alright. This is the answer key. Các em, đây là câu trả lời của mình. Và tất cả những từ này chúng ta đã được học trong quyển Student Book rồi. Cho nên á, bạn nào không thuộc bài thì mấy bạn mở lại video trong Student Book của cô á, để mấy bạn xem và học lại những từ này cho cô nhé. Học cách đọc, học cách viết và học nghĩa của từ này cho cô. Được chưa nè? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp bài tập B. Bài tập B là Find the words in task A in the word shirt. Có nghĩa là em sẽ tìm những từ trong bài tập A, trong cái bảng tìm từ ở phía dưới. Thì trong bài tập A cô có 6 từ đúng không? Cô có 6 từ. Từ đầu tiên là từ food stand. Thì food stand người ta đã tìm giùm mình rồi nè. Rồi mình khoanh tròn cái chữ này. Kế tiếp nữa em tìm cho cô chữ talk of war xem nào. Talk of war. Bài này nó không có khó, chỉ quan trọng là mình có tin mắt hay không thôi nha. Tug of war là ở đây nè. Tug of war. Em khoan cho cô chữ tug of war. Rồi mình tới từ số 3 là từ fashion show. Fashion show nó nằm ở ngay bên đây. Rồi cô sẽ show cái đáp án cho em xem luôn nha. Đây là đáp án nè. Các em ngồi và em chịu khó tìm ra những từ này. Tin mắt hay không thôi chứ không có khó nha. Rồi, bây giờ cô qua tiếp phần C, đó là phần filling the blanks using the words in task A. Em sẽ điền vào chỗ trống sử dụng những từ trong bài tập A. Thật ra ở trong cái bài tập phần new words này nè, thì mục đích của người cho đề người ta chỉ muốn các em ôn tập lại để củng cố từ vựng, để các em có thể vững cái từ vựng hơn chứ không có gì hết nha. Không có khó khăn gì đối với chúng ta cả. Rồi bây giờ câu số 1. There was a raid, một chỗ trống, at the market at the weekend. The food was so tasty. Thì ở đây để biết được điền từ nào thì có phải là chúng ta phải biết nghĩa của tất cả những từ ở phía trên, đúng không nào? Mình phải biết nghĩa từ số 1 cho đến số 6, chúng ta phải biết nghĩa hết là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các em phải biết nghĩa của cái câu này có nghĩa là gì thì mấy em mới có thể điền vào cho đúng cái nội dung của nó, đúng không? Mình phải biết nghĩa từ vựng và mình phải có thể
dịch được cái câu này thì mình mới có thể làm đúng được cái bài tập C này, đã chưa? Còn trường hợp giả sử như bây giờ em biết được nghĩa của những từ trong cái phần test A đi, mà em không biết nghĩa của những từ trong cái câu này, thì mình phải đoán thôi. Mình phải đoán, mình dựa vào cái ngữ cảnh để mình đoán nghĩa rồi mình chọn vô. Hoặc là chúng ta cũng có thể dùng cái phương pháp đó là phương pháp loại trừ. Em lựa câu nào mà em biết á, em làm trước. Chỉ thì lúc này mình sẽ loại trừ ra những cái câu mà mình biết, thì còn lại xác suất thì mình điền thì khả năng trúng mình sẽ cao hơn. Đó. Cô nói gì có hiểu ý không nè? Nhưng mà cô vẫn khuyến khích mấy bạn học từ vựng cho nhiều vào để có thể có cái khả năng dịch bài cho thật là tốt, để mình có thể dịch được trong bất kỳ trường hợp nào nha. Rồi, vậy thì ở đây tại sao mình điều chủ first stand? Tại vì ở đây cái nghĩa của câu này là có một cái gì đó tuyệt vời tại chợ vào cuối tuần, thức ăn thì ngon. Vậy thì thức ăn ngon đây chính là cái keyword của mình nè. Thức ăn ngon đây là cái từ khóa để mình có thể lựa vào trong đây chữ food stand để mình điền ha. Rồi bây giờ mình qua câu số 2 đi. My little sister is really good at magic. She's going to sign up for the... Em gái của tôi, my little sister. Thì thí dụ như my sister thì em gái hoặc là chị gái. Còn nếu như ở đây người ta chỉ ghi rõ là chữ little là em gái ha, em gái nhỏ của tôi, thì thật sự giỏi về ảo thuật. At magic có nghĩa là ảo thuật. Cô ấy sẽ sign up có nghĩa là đăng ký. Cô ấy sẽ đăng ký cho gì đây? Chúng ta sẽ có những trình diễn múa rối, hay là đăng ký vào chữ trình diễn, hay là thời trang, hay là kéo co, hay là tài năng. Thì đương nhiên có khả năng ảo thuật thì mình phải đăng ký vào trong lớp, trong show tài năng rồi, đúng không nè? Cho nên câu số 2 cô sẽ điền cái chữ talent show. Ok, bây giờ tới câu số 3. My mom took my brother to a... Mẹ của tôi dẫn anh trai, em trai của tôi đến đâu đó hồi tối qua, last night có nghĩa là tối hôm qua. He really liked the dancing puppet. Anh ấy thật sự thích điệu nhảy của những con rối. Vậy thì ở đây rõ ràng cái con rối có chữ puppet nè. Vậy thì puppet chính là keyword của mình để mình có thể điền vào đây chữ puppet show. Mẹ của tôi dẫn em trai tôi đi đến buổi trình diễn múa rối tối hôm qua. Aha. Rồi, câu số 4. There's a dance. Có một cái gì đó nhảy. Tomorrow, ngày mai, 5 people will dance in traditional clothes. Có một cái gì đó nhảy ngày mai, 5 người sẽ nhảy trong bộ trang phục truyền thống. À, vậy thì có một cái buổi trình diễn nhảy, đúng không? Cho nên câu số 4 cô sẽ điền chữ performance. Câu số 5. All the girls after look amazing. I'm going to buy a few of the dresses. Tất cả những đứa, những cô gái tại cái gì đó ha, trông thật là tuyệt vời. Look amazing. Amazing có nghĩa là tuyệt vời mà có vẻ ngạc nhiên á. Em hiểu cái chữ amazing không? Có nghĩa là mang cái nghĩa tích cực, ngạc nhiên, nhưng mà có nghĩa tuyệt vời nhưng mà theo cái kiểu bất ngờ đó nha. Tôi sẽ mua một vài cái bộ quần áo, cái đầm mới. Một vài cái đầm mới. Vậy thì tất cả những cô gái này đang ở đâu? Đang ở đâu mà người ta diện đồ đẹp? Đang ở fashion show, đúng không nào? Rồi câu số 6, let's play. Hãy chơi cái gì đó. We are strong and I'm sure we beat the other team. Chúng ta mạnh và mình chắc chắn là chúng ta sẽ đánh bại đội kia. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền vào trò chơi tug of war là kéo co. Bây giờ các em nhìn cái đáp án và sửa bài cho cô nhé. Ok, bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo. Đó là phần listening. Trong phần listening này, các em sẽ được nghe
và các em nhiệm vụ là viết thời gian của mỗi bức tranh. Các em nhìn cho cô bức tranh đầu tiên đi. Mình thấy bức tranh đầu tiên đây là một food stand đúng không các em? Quầy thức ăn. Thì em nghe giùm cô coi nó mở cửa. Mở cửa thì có rồi, 12 giờ chiều. Và đóng cửa lúc mấy giờ, em nghe cái giờ ghi vào đây cho cô. Rồi bức tranh tiếp theo, đây là một cái buổi trình diễn. Một cái buổi trình diễn performance. À, vậy thì lúc này mình sẽ thấy có chữ start và chữ end. Em coi coi bắt đầu lúc mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ. Rồi mình thấy đây là một fashion show. Bắt đầu lúc mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ. Và tiếp tục, mình thấy đây là chiếc xe buýt. Chiếc xe buýt thì rời khỏi lúc mấy giờ, leave, có nghĩa là rời khỏi. Và em nhớ nghe cho cô cái phía sau với nhá. AM hay là PM? AM là buổi sáng, PM là buổi tối. Và nhớ cho cô nha, thí dụ như từ 0 giờ đêm cho đến 12 giờ trưa, đó là buổi sáng. Còn từ 12 giờ trưa cho đến 24 giờ tối thì đó là buổi tối. Các em nhớ nha. Ví dụ như 3 giờ đi 3 giờ thì có 3 giờ sáng và 3 giờ chiều. Thì 3 giờ sáng cô sẽ nói là 3 AM. Còn 3 giờ chiều cô sẽ nói là 3 PM. Đó là cái sự khác nhau giữa AM và PM, các em nhớ nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe. Unit 4. Festivals and free time. Lesson 2. Track 12. Page 23. Listening. Listen and write the times for each picture. The festival in the park looks like a lot of fun. Do you want to go the whole day? Yeah, we can eat there. What time do the food stands open? They open at 12 p.m. What time do they close? They close at 8:30 p.m. Are there any good activities? There are some music performances. They start at 4 p.m. Great! What time do they end? They end at 7 p.m. Anything else? There's a fashion show. That starts at 6 p.m. and ends at 8 p.m. 8 p.m. We can go home after that. We can get the bus home. There's one that leaves at 8:30 p.m. I can't wait! Excellent. Now, listen again. Nghe lại lần nữa cho cô nhé. The festival in the park looks like a lot of fun. Do you want to go the whole day? Yeah, we can eat there. What time do the food stands open? They open at 12 p.m. What time do they close? They close at 8:30 p.m. Are there any good activities? There are some music performances. They start at 4 p.m. Great! What time do they end? They end at 7 p.m. Anything else? There's a fashion show. That starts at 6 p.m. and ends at 8 p.m. 8 p.m. We can go home after that. We can get the bus home. There's one that leaves at 8:30 p.m. I can't wait! Excellent. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe lại và cô sẽ sửa bài cho mình ha. A. Each picture. The festival in the park looks like a lot of fun. Do you want to go the whole day? Yeah, we can eat there. What time do the food stands open? They open at 12 p.m. What time do they close? They close at 8:30 p.m. They close at 8:30 p.m. 8:30 p.m. Vậy em nghe được là 8:30, có nghĩa là 8:30 chiều, p.m. nữa nha. 8:30 p.m. Tiếp tục. Are there any good activities? There are some music performances. They start at 4 p.m. They start at 4 p.m. Music performances.
Buổi trình diễn âm nhạc is start at 4 p.m. 4 giờ chiều. Great! What time do they end? They end at 7 p.m. They end at 7 p.m. 7, 7 giờ chiều. Anything else? There's a fashion show. Fashion show. That starts at 6 p.m. 6 p.m. Start at 6 p.m. Ghi vào 6 p.m. nhé. Ends at 8 p.m. 8 p.m. 8 giờ. 8 p.m. 8 p.m. We can go home after that. We can get the bus home. There's one that leaves at 8:30 p.m. 8:30 p.m. Rồi, gọi lúc 8:30 chiều. Ok, rồi, đây là đáp án nha các em. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp tới cái phần ngữ pháp. Cô sẽ có ở đây là 5 câu. Thì nhiệm vụ của chúng ta đó là write full sentences using the given times. Em viết câu đầy đủ, sử dụng những thời gian được đưa ra. Thì câu số 1, câu hỏi đó là what time does the festival start? Cái lễ hội này bắt đầu lúc mấy giờ? Thì em thấy là cái gợi ý của chúng ta đó là 10 giờ. Thì quan trọng là các em phải viết được cái vế ở phía trước nè. Thì cái vế ở phía trước em nhớ là cái chữ the festival. Thì em sẽ thay thế bởi đại từ it. Tại sao? Tại vì it này là số ít, festival này cũng là số ít, cho nên mình sẽ thay thế bởi chữ it. Còn trường hợp em thấy là có cái chữ the festival ở câu số 3, thì em thấy festival nó có chữ s đúng không? Thì đây là số nhiều. Số nhiều thì em phải dùng cái đại từ đó là chữ day, không có được dùng chữ it. Đó chưa? Chữ day. Mình không có được lặp lại cái chữ the festival ở đây, là tại vì trong tiếng Anh á, chúng ta không có được lặp từ. Lặp từ giống như ngữ văn của tiếng Việt á, nó sẽ mất hay của cái câu. Cho nên các em không được lặp từ, em phải thay thế bởi đại từ it. Rồi tới động từ, nó bắt đầu, nó là đại từ số ít, cho nên chữ bắt đầu start này chúng ta thêm s vào nè, thấy chưa? Thêm s vào và thêm giới từ at vào đằng trước cái thời gian là đúng. It starts at 10 a.m. Đấy chứ nè. Rồi bây giờ tới câu số 2. What time does it end? Chữ it thì chúng ta dịch trước nha. Nó kết thúc lúc mấy giờ? Thì chúng ta sẽ trả lời là it nè. Ends, có s vào, at 9 p.m. Và câu số 3, day open. Chữ open không có thêm gì cả, tại vì chữ day là số nhiều, cho nên open giữ nguyên. Day open at 9:30 a.m. Câu số 4, tug of war. Thì mình thấy tug of war là số ít, cho nên cô sẽ thay đổi bởi đại từ it. It starts, thêm s vào, 2 p.m. and ends. End này thêm s vào, and ends at 3 p.m. Và câu cuối cùng, chiếc xe buýt rời khỏi lúc mấy giờ? Thì xe buýt mình sẽ thay thế bởi từ it leaves, có s ha, it leaves at 5:30 p.m. Rồi, bây giờ đây là đáp án, các em nhìn và sửa bài vào cho cô. Chúng ta qua tới phần cuối cùng của bài tập ngày hôm nay, đó là phần writing, phần viết. Choose 4 of the activities and write sentences. Em hãy chọn 4 hoạt động và viết thành một cái câu. Chọn 4 hoạt động và viết lại thành một cái câu. Ở đây em thấy sẽ có những cái hoạt động. Mình thấy là dance performance, nhảy nè. Talent show, rồi fashion show. Rồi gì nữa, tug of war. Rồi gì nữa, music performance. Thì ở đây, trong tất cả những cái activity này đều có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Thì chúng ta sẽ chọn đại, chọn ngẫu nhiên, random 4 hoạt động. Và em sẽ ghi lại thành 4 câu. Rồi ha, ghi lại thành 4 câu. Em ghi thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc của nó theo cái mẫu sau đây. Này, ví dụ như câu số 1 nè, the dance performance starts at, em ghi thời gian bắt đầu, and ends at, ghi thời gian kết thúc. Rồi tương tự như vậy, em chọn đại 3 cái hoạt động còn lại và em ghi cũng thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Thì em sẽ được một cái bài viết hoàn chỉnh.
Được chưa? Rồi. Very good. Okay, thank you very much and see you next lesson. Goodbye.